đó kìa, uống ra. Bà không ăn đi, tao cho mày biết nha. Cái gì dữ vậy bà nội? Bóp cổ. Bà như vậy mà để cho nó bóp cổ. Mày biết sau khi mày uống thuốc kích thích thế, mày làm cái gì với lão đại không? Lúc đó mình y như một con điếm rẻ tiền vậy á. Khốn nạn. Thôi, trời ơi, thôi. Đánh hả? Thôi. Mày nhớ cầm cái hông mày lại trong cái vụ này nha. Cho mày coi cái này nè mày. Trời ơi, sao nó đẹp quá trời. Coi đi. Giật hả mày? Mày giật điện thoại tao hả? Mày nhớ mày cầm cái hông mày lại nha. Còn nếu không, tao sẽ đưa cái clip này lên mạng cộng đồng nghe mày. Rồi tao in ra từng cái đĩa, tao phát trong số. Mỗi người đĩa. Lúc đó cô mày chắc sướng lắm á. Làm gì mà ép nó dữ vậy? Ép gì phải đánh phủ đầu nó như vậy nè. Để nó không làm việc, nó không quậy mình nữa, bà hiểu không? Hiểu. Mày coi chừng tao à. Đây không phải là chuyện của bà nữa. Về đi. Về. Về. Nhớ cầm cái hông mày lại cho mày. Nhớ các bạn. Làm gì mà lấm lét giống như gặp ma vậy? Sợ gì? Cái chuyện ông nói đó. Thiệt hả? Trời ơi, không lẽ tôi nói chơi với bà? Không lẽ tôi tự đóng phim rồi đưa cho nó coi hả? Nhưng mà tôi nói cho bà nghe, nhờ như vậy nó mới sợ. Thì cái chuyện làm ăn của tôi với bà nó mới suôn sẻ chút, bà hiểu không? Không dám suôn sẻ đâu. Ba cái vụ này đó hả, mà tới tay Bảy Qua với Hai Lê đó hả, là họ sẽ nhảy lên tới trời đó. Họ sẽ thưa công an trước khi con Kiều Mơ nó thưa đó. Bà sợ cái gì không biết nữa. Nếu cần hả, tôi hù lần nữa cho nó sợ luôn. Còn bà giả bộ ra tay cứu giúp, cho nó số tiền cho nó biến về quê mất tiêu đi. Lúc đó thằng nào con nào biết đâu mà mét với báo. Ê, làm ăn với ông lâu rồi nghe chưa? Mà bây giờ tôi mới biết ông á, quá nhiều chiêu trò. Được ha, được. Bởi vì con người của bà tiểu nhân quá, cho nên bà đâu có nhìn xa trông rộng. Đâu có nhìn thấy núi Thái Sơn phải không? Núi Thái Sơn? Núi Thái Sơn là đâu? Tôi nè. Ông là núi Thái Sơn? Bộ ông cha tôi hả? Nó giỡn chút xíu làm thủy ghê. coi như kết thúc mọi chuyện. Lúc sống không báo thù được thì mình sẽ làm hồn ma báo oan. Cô bị điên hả? Một chim con cá nó còn muốn sống, tại sao cô lại muốn chết hả? Nhưng mà mọi cơ hội của mình gần như đóng lại hết. Mình sống chỉ thêm cực khổ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng tôi nghĩ đơn giản lắm. Mạng sống của mình là do cha mẹ mình cho. Mình tự hủy hoại là mình có tội. Còn đứa nào hại mình thì bắt nó phải trả giá. Vậy mới sòng phẳng. Đời tôi nhiều lần lâm vô cảnh bi đát. Tôi cũng muốn tìm tới cái chết. Thì tôi nhớ lại má của tôi. Tôi nhớ má tôi trước lúc qua đời còn dặn dò phải sống sao cho lương thiện, đàng hoàng. Vậy là tôi lại tiếp tục sống. Rồi gần đây gặp chú Bảy Qua. Tuy chú nghèo khổ, vẫn cưu mang tôi trong lúc tôi ngặt nghèo. Tôi thấy mình mắc nợ ổng, bởi vậy tôi ráng sống cho tốt để trả nợ ân tình cho ổng. Xung quanh cô đâu phải hết người tốt đâu mà cô phải tuyệt vọng. Chẳng hạn như dì Hai Lê, không bà con ruột thịt gì với cô, nhưng bà rất lo lắng cho cô đó. Rồi dì Hai giờ đang ở đâu? Dì Hai đang ở khách sạn, đang chờ đợi cô trở về. Sao rầu dữ vậy con? Dạ con không sao hai. Con không muốn nói thì thôi, nhưng mà con phải nhớ một điều là nếu con có gặp chuyện gì, hai cũng không bỏ con đâu nha. Đừng có nghĩ quẩn nữa. Hai nói thiệt hả hai? Thiệt chứ sao không. Con thấy con có lỗi với hai quá. Con lúc nào cũng làm hai buồn hết, mà hai thì không bao giờ bỏ con hết. Hai thương con. Hai đứa mình hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng có chung một nỗi đau mất người thân. Con thì mất mẹ, hai thì mất chồng mất con. Có lẽ kiếp trước hai đứa mình là mẹ con thất lạc, bây giờ mới gặp lại nhau. Hai ơi, con xin lỗi Hải nhiều lắm. Hải lúc nào cũng tốt với con, nhưng mà con lúc nào cũng làm sai với ai hết. Con xin lỗi Hải, con xin lỗi Hải. Con đừng khóc nữa. Biết mình làm sai thì cố gắng lên là được rồi. Hải ơi, con cũng có một chuyện này muốn nói với Hải nữa. Chuyện chuyện tiền ở trong hộp của tao chứ gì, đúng không? Hai ơi, con sai quá, con sai quá Hai ơi. Hai biết rồi mà, Hai biết hết mà. Con xin lỗi hả? Con sẽ cố gắng làm lụng rồi con trả số tiền đó lại cho Hai. Hai đừng có giận con, Hai đừng có buồn con nha Hai. Hai không có giận đâu, biết mình làm sai, mai mốt không làm sai vậy nữa là được rồi, nghe chưa? Thôi đừng khóc nữa, để vài bữa Hai hỏi Qua Hậu coi có việc nào làm phù hợp với con thì xin cho con đi làm. Nhưng mà nè, đừng có đi theo Sáu Tắc nữa, rủi bả xúi làm cái gì bậy bạ rồi lại hối hận không kịp, nghe chưa? Nghe yeah. Ở nhà nghỉ ngơi đi, Hai ra ngoài một chút nha. Dạ yeah. Đừng buồn nữa. Vô đi. Anh làm thủ tục xuất viện cho em rồi. Bây giờ mình về nha. Cảm ơn anh nha. Đưa đây, để anh xách cho. Thôi để em tự xách. Không được, em mới khỏi bệnh, để anh xách cho. Mình đi. Nay không đi đâu hết hả? Mơ. Gì ai? Con có bệnh gì không vậy? Không, con không có bệnh hoạn gì hết. Từ hôm bữa đi show với Sáu Tắc về, Hai thấy con kỳ lắm nha. Lúc nào cũng rầu rầu suy nghĩ cái gì á, rồi đêm nằm ngủ la hét sùm mà. Con có giấu Hai cái gì không vậy? Không, con không có gì giấu gì Hai hết á. Hai lo thì hỏi vậy thôi, bay không có bệnh gì thì thôi. Hai ngồi chơi nha. Nó bị cái gì vậy trời? Ủa gì Hai? Dạ. Về rồi hả con? Dạ. Qua đây. Con đỡ chưa? Dạ con đỡ rồi Hai. Ngồi xuống đây. Từ hôm bữa mà con bị vậy đó, ở nhà Hai lu bu công chuyện, rồi thêm vụ con Mơ nữa, nó bị làm sao á, nên Hai không có vô thăm con được. Đừng buồn Hai nha. Dạ không sao đâu Hai. Nhưng mà chú Bảy đâu rồi Hai? Sao không thấy chú Bảy đâu hết vậy? Ôi trời, nói tới cái ông đó mắc bực mình thêm. Không biết mắc cái chứng gì á, mấy bữa nay mặt mày chằm chằm hoài, hỏi không trả lời. Rồi sáng sớm mình đi đâu mất tiêu rồi? Hay là chú Bảy đi quay? Không phải, mấy bữa nay em Chính Trác kêu show nào chả cũng từ chối không có nhận. Ổng khoái đóng phim lắm, mà giờ người ta kêu đi đóng phim cũng không đi luôn. Sao kỳ vậy ta? Thực ra thì chuyện này... Con biết cái gì hả? Anh biết cái gì thì nói ra đi. Hiện tại chú Bảy đang ở trong bệnh viện đó. Trời đất, ổng bệnh gì hả? Dạ không, chú Bảy kia con giấu mọi người không cho ai biết. Nhưng mà tới nước này chắc con nghĩ là phải nên nói ra thôi. Có chuyện gì anh nói luôn đi, nói vậy nghe bực mình lắm. Nói đại đi con. Thật ra chú Bảy chính là cha ruột của mỹ nữ đó. Cái gì? Thiệt vậy hả? Dạ. Chú Bảy cũng mới biết gần đây à. Tại vì mỹ nữ bị bệnh cần phải có tủy sống của người thân ghép vào. Như vậy bệnh tình mới mong khỏi được. Cho nên mẹ của mỹ nữ mới tìm chú Bảy để nói ra sự thật. Hèn chi. Bởi tình ấy, mấy lần mà hai người này gặp nhau là tao thấy kỳ kỳ rồi. Vậy hả? Ừ. Thì không ngờ mọi chuyện lại như vậy luôn á. Chuyện này vừa là chuyện vui, cũng là chuyện buồn với chú Bảy. Không biết là tương lai sẽ như thế nào nữa. Thôi thì cũng cầu mong cho ông mạnh khỏe. Rầu quá. Anh Bảy à, bác sĩ Nhân nói là mọi việc sẽ qua nhanh chóng thôi. Anh cứ yên tâm nghe. Ông ơi, con mỹ nữ nó còn nợ ông một lời xin lỗi và một tiếng gọi cha. Ông cố gắng bình phục nha. Tôi không có sao đâu. Mọi người bình tĩnh đi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà. Bà ơi, không sao đâu mà. Bình tĩnh đi. Yên tâm đi bà. Nha. Anh nhớ giám sát kỹ giùm tôi nha. Nhớ là những cái thông số kỹ thuật á, anh phải đảm bảo chính xác giùm tôi. Với lại nói công nhân á, phải tuyệt đối cẩn thận. Dạ. Còn bên kia sao anh? Anh cứ làm như là lúc trước tôi nói với anh thôi. Vậy nha. Dạ dạ. Thế. Ủa anh Đỡ, đi đâu đây? Rảnh hôm đi làm vài chai. Trời ơi, em đang giám sát công trình, sao làm được? Tối đi. Giỡn chơi vậy thôi á, chứ báo ông tin vui nè. Tin vui? Tin tốt phải không? Cũng gần gần vậy đó. Giỡn ông chút xíu thôi, chứ định vài bữa đi làm rồi mới nói. Nhưng mà tại tiện đường đi ngang á, ghé khoe với ông luôn. Nhưng mà vụ gì? Tôi có việc làm rồi đó nghe. Vậy hả? Ừ. Làm công ty đàng hoàng hẳn hoi, phù hợp với sở trường của tôi. Trời, việc gì mà đánh giỏi dữ vậy? Công ty bảo vệ. Wow, thiệt vậy hả? Mà sao xin được hay quá vậy? Thì nhờ ông nội của cô Nhung á, nói giùm một tiếng. Hả? Ông nội của Nhung? Ừ. Thì sao làm tôi với ông á, đi cứu cô Nhung á. À. Thiệt tình á, sau vụ đó ổng có cho tôi chút tiền, nhưng cái đó ông tự nguyện cho chứ tôi không có xin xỏ gì đâu nghe. Rồi sao nữa? Ổng mới biết tôi không có công việc làm ổn định. Mới đầu á định cho tôi làm phụ công trình. Rồi sao không thấy làm? Thì có một lần á, ổng đi với một người bạn làm chủ công ty bảo vệ, vô tình cọ quẹt với thằng xe đạp cùi bắp. À. Tôi biết thằng đó cố tình ăn dạ, nên tôi ra tôi dằn mặt nó, nói chuyện phải quấy với nó. Nó mới buông tha hai ổng á. Rồi, như vậy là ông nội của Nhung thấy được cái bản chất khí khái của anh, cho nên mới giới thiệu công việc cho anh làm đúng không? Chứ sao. Dữ nha. Thôi cố lên, cố gắng làm tốt công việc của mình. Vậy chứ giờ đi nhậu ha. Ừ, tối đi. Hai, chuẩn bị xong hết chưa Hai? Xong rồi. Nói nghe nè, một lát tới chỗ á, mày ngồi mày dò tuồng cho Hai hang. Để em thôi Hai mà dấp tuồng là thằng cha bể qua chả cười tao. Dạ rồi con biết rồi hang. Hai yên tâm đi con lo cho. Ừ. Dạ. Ủa mà thằng cha ông nội này xong chưa ta? Rồi chưa? Làm gì sắm tuồng lâu vậy ông nội? Từ từ, làm cái gì dữ vậy? Ôi ôi, con mặc đồ con bảnh tổn thì ghê nữa. Nón con cóc rồi hang. Đây nè, nói cho nghe, lần đầu tiên á đóng chung hai gia đình. À, ta phải sửa soạn chút xíu chứ, đúng không? Dạ. Rồi dài đâu mang dép vậy ông nội? Kệ. Vậy cho nó dễ thương. Trời ơi. Thôi mình đi tía má. Đó, nó kêu tiếng tía cái tôi nghe mát ruột. Còn bà kêu tiếng anh ơi, để tôi nghe tôi hưng phấn coi. Ôi, không anh dám đi đâu ha. Trời ơi, ham hố, trời ơi, già cả rồi mà anh. Ghê quá gì. Đi. Ghê quá. Thôi. Thôi mà làm quá à. Vừa phải thôi. Con đi làm về rồi hả? Dạ. Ủa, má soạn đồ đi đâu vậy? Ừ thì má về quê chứ đi đâu. Ủa má về quê có công chuyện hả má? Ừ, má đi ăn đám cưới. À, là đám cưới Út Đực con dì Hai Tèo đó hả má? Ừ, nhà dì Hai cũng neo người. Trước giờ má ở dưới á, làng xóm có chuyện gì với nhau cũng chạy qua chạy lại. Bây giờ chị cưới dâu, kiểu gì thì kiểu má cũng phải thu xếp về dưới. Thì sẵn con Thảo nó đang rảnh, má cũng muốn nó về dưới phụ việc đám cho nhà dì Hai luôn. Má cầm tiền dằn túi rồi sẵn mừng cho thằng Út Đực luôn. Má, sẵn dịp cho con hỏi thăm dì Hai Tèo với bà con nói sớm mình luôn nha má. Thôi má có rồi, con cứ giữ đó đi, con còn nhiều cái phải lo mà. Má à, má cầm lấy đi, bây giờ con đi làm rồi, đâu còn kẹt như lúc trước đâu mà má lo. Rồi, vậy thì cũng được, má cầm đây, giữ cho con luôn ha. Dạ. Rồi má đi xuống dưới, má định khi nào má lên? Chắc cũng 2-3 bữa thôi à. Má tính về đám xong má đi hỏi thăm chòm xóm. Với lại má cũng tính ghé qua thăm nhà mình một chút. Má, lần này ông nội của Nhung tạo rất là nhiều điều kiện để cho con gây dựng lại sự nghiệp. Con sẽ cố gắng hết sức. Chắc kỳ này không lâu nữa đâu, con sẽ chuộc lại nhà cho gia đình mình. Má đừng buồn con nha má. Thôi, má biết mà. Nhưng mà con nè, làm gì thì làm, nhà mình vẫn luôn là nhất nha con. Dạ con biết mà. Thế nè. Dạ. Sao mấy tháng nay má không thấy chú Sáu Băng ghé nhà mình chơi vậy? Dạ mấy bữa trước con có gọi cho chú. Chú nói là chú đang đi từ thiện. Bữa nào chú về á, chú sẽ ghé qua thăm má. Còn con Hậu nữa, má cũng không thấy nó ghé luôn nữa. Có chuyện giận hờn gì với con phải không? Đâu có gì đâu má. Hậu á dạo này hơi bận. Tại vì vừa chuẩn bị tốt nghiệp nè, rồi lại đi đóng phim nữa, cho nên là bận quá không có nhiều thời gian đâu. Mấy đứa bằng tuổi con á bây giờ cũng vợ con đề quệ hết trơn rồi. Không biết tới chừng nào con á mới cho má mời bà con mình uống rượu mừng đi nè. Con còn mấy cái hồ sơ chưa có coi. Con về phòng nha má. Cái thằng thiệt tình, hãy nhắc tới con Hậu là đánh trúng lãng à. Cái này của mai cho mình chỉ mặc lúc nào cần may mắn hay là chuyện gì quan trọng thôi. Mặc thường nó cũ hết. Cho anh này nè. Cái này tôi may á, để chúc mừng anh có công việc mới. Mấy đứa bằng tuổi con á bây giờ cũng vợ con đề quê hết trơn rồi. Không biết tới chừng nào con á mới cho má mời bà con mình uống rượu mừng đây nè. Dạo này á, cậu đóng phim nhiều hơn trước, sắp thành người nổi tiếng rồi. Không biết là tặng cái kẹp chút xíu như vậy còn hợp không ta? Sao mất máy ta? hay là cổ đang kẹt quay phim? Ông Thế làm gì gọi mình nhiều vậy? Alo, anh nghe nè Hoa Hậu. Mà Hoa Hậu gọi anh có chuyện gì không vậy? Ủa, tại Hậu thấy anh gọi Hậu nhiều cuộc quá anh Hậu gọi lại đó. Anh gọi hỏi là Hoa Hậu về nhà chưa? Hậu về nhà rồi. Má anh nhắc Hậu đó. Rồi sao nữa? Má anh nói sao ông thấy mấy bữa nay Hậu ghé chơi. Vậy thôi á hả? Tại hôm nay Hậu bận quá à. Có gì mai rảnh Hậu qua thăm. Vậy thôi, bữa khác Hậu hắn qua. Tại vì ngày mai má anh với bé Thảo về quê vài ngày rồi. Vậy thôi, vậy khỏi luôn đi, em biết rồi. Hậu. Sao với người khác thì bày nhiều trò lắm mà, giờ với mình cái lắp ba lắp bắp là sao vậy? Hai đi chợ về rồi hả? Mày ăn gì chưa mà đi vậy? Con chưa ăn, mà thôi tí xíu nữa ra đường kiếm gì ăn đại cũng được. Nè, mà tính đi đâu? Con qua ông Chính Trác. Thôi cũng được, kệ nó con, chịu khó đi. Dạ hai. Hôm nay hai nấu món gì vậy? Bữa nay mua miếng thơm nấu canh chua. Thơm bữa nay nó chua lét à, không có được ngọt. Nghe mùi hấp dẫn quá à, cho con miếng nè. Nha. Trời ơi chua lắm, chưa ăn gì mà ăn vô là sót ruột á con. Nè. Trời ơi chua lắm luôn á. Con thấy ngon quá trời luôn á. Thánh thần ơi, mày ăn gì giống mấy bà cấn bầu ống ngén vậy trời. Đưa đây chút tôi nấu chị ơi. Cấn bầu gì? Bình thường con cũng hay ăn chua mà. Thì biết rồi, nhưng mà hay sợ mày đang đói bụng mà ăn vô rồi đã bao tử đó. Dạ. Thôi con đi. Đây ha. Rồi. Cẩn thận nha con. Từ từ con. Rồi. Cẩn thận ha. Ngồi xuống đi con. Hai tháng nay á, không ngày nào má yên lòng hết. Má sợ con không khỏe lại. Giờ thấy con khỏe mạnh hồng hào như vậy á, mới vui mừng không cách nào tả xiết được hết á. Con biết ba má thương con rất nhiều. Trải qua thời gian bệnh lần này, con mới thấy được là được sống vui vẻ, hạnh phúc bên người thân của mình là điều quan trọng nhất. Con thương ba má của con nhất trên đời luôn á. Con à, con cần phải biết ơn người đã hiến tụy cứu mạng con. Đúng rồi, con quên hỏi ba má là ai là người đã hiến tụy cho con vậy, để con còn cảm ơn người ta nữa. Từ từ con khỏe lại rồi á, ba má sẽ dắt con đi gặp ổng ha. Dạ. Bà với con ngồi đây, tôi lại đằng này một chút nha. Ba đi lẹ nha ba. Ông Qua. Ông Qua. Ông tới lâu chưa? Tôi cũng mới tới thôi à. Nãy giờ đứng đây nhìn con nhỏ khỏe mạnh là tôi cũng mừng lắm rồi. Tôi rất cảm ơn ông. Tôi xin phép, giờ tôi phải đi. Không. Ông không đi đâu hết. Tôi rất hiểu tâm trạng của anh. Lúc trước vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bị nữ cho nên mình phải giấu nó. Còn bây giờ nó đã khỏe rồi, tôi nghĩ là anh nên cho nó biết sự thật. Tôi thấy không cần lắm đâu. Nó đang bệnh. Nếu mà nó nghe chuyện này nó sốc. Tôi chỉ sợ là nó... Thôi khi khác đi. Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Không nhất thiết để nói chuyện này đâu ông anh. Đừng có cãi tôi. Thôi mà ông anh. Anh cứ đi theo tôi. Ông anh à, tôi... Đi mà. Nhưng mà... Đi. Tôi xin ông mà. Hai mẹ con, có ai đây nè? Ông. Con à. Sao lại là ông nữa? Ông muốn làm phiền gì ba má tôi nữa đây? Không con. Kìa con, tại sao con lại sẵn giọng với người lớn như vậy chứ? Nhưng mà ông ta... Ba... Ông ta là... Ông anh à, tôi thấy thật sự không cần giải thích đâu. Tôi nhìn thấy cô ấy khỏe mạnh như vậy là tôi mừng lắm rồi. Cảm ơn gia đình. Tôi có công việc tôi phải đi. Không, anh không đi đâu hết. Con à, ông ta chính là ân nhân của con, là người đã hiến tủy cứu mạng con đó. Ông anh à. Ân nhân của con. Đúng rồi. Trong lúc ba mẹ đang bấn loạn không biết làm gì, may mà đã có bác Bảy ở đây hiến tủy kịp thời cứu mạng con đó. Con phải biết ơn bác Bảy. Có thiệt vậy không má? Đúng là vậy đó con. Nhưng mà tại sao? Không có tại bị gì hết. Con phải biết ơn bác Bảy. Con phải mang ơn bác Bảy. Nếu không có bác Bảy thì không còn con ngày hôm nay. Cảm ơn bác Bảy đi con. Con cảm ơn bác. Nó khỏe mạnh à. Con khỏe mạnh rồi. Bác mừng lắm. Cảm ơn ông nha. Cảm ơn gia đình. Xin phép, tôi có chuyện tôi phải đi. Giữ gìn sức khỏe nha con gái. Dạ. Hai mẹ con ở đây nha. Anh Bảy, anh Bảy. Anh yên tâm đi. Thế nào rồi má con mỹ nữ cũng sẽ nói cho nó biết sự thật. Chuyện đó bây giờ đối với tôi không còn quan trọng. Tôi nhìn thấy nó còn ở trên đời này, nó sống khỏe mạnh, hạnh phúc và tôi mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn ông đã chăm sóc và nuôi nấng nó trưởng thành. Xin chào ông. Đây nè. Anh Chính. Thôi kêu bằng chú đi cho nó lạnh. Kêu bằng anh sao nó nghe nổi da gà hết trơn. Sao, tìm tôi có chuyện gì không? Tôi định hỏi chú là có show gì, có chuyện gì cho tôi làm với. Ủa, sao mấy bữa trước chê show tôi không có sang? Làm show Sáu Tắc vừa sang vừa nhiều tiền nữa mà. Hôm nay tự nhiên kỳ cục vậy hả? Chú đừng nhắc tên Sáu Tắc trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn nghe tên bà. Ủa sao vậy? Gì vậy? Trời đất ơi, cái con này. Cái bằng chú rồi mà nhìn mặt mình muốn ói là sao? Căng ta. Không được à. Hổng ra thấy con nhỏ này nó kỳ kỳ lắm đó nghe. Đàn bà con gái mà muốn ói kiểu này. Thôi, không lẽ... Chị ơi. Dạ. Ủa đi đâu sao không gặp quỷ cái gì vậy ta? Tránh mặt nó cho chắc ăn. Ui trời, sao trời ơi ra, trời ơi, trời ơi cha nội. Bộ đuôi sao không thấy đường sao mà không đánh tôi vậy? Bà đó làm gì núp núp lo đi trốn nợ hả? Cái gì mà trốn nợ, ăn nói vô duyên à, tránh đường đây cho tôi đi. Người ta đang làm ăn bằng thấy ghét à? Làm ăn làm ăn khá quá mà sao để con Kiều Mơ gặp tôi nó sẽ đi làm vậy? Ê, cái con quỷ cái nó chặt đường ông để nó nhiều chuyện vụ gì nè. Tôi nói cần biết nghe chưa? Ông á cứ chụm đầu chu mỏ nó đi nha. Rồi có ngày đó. Có ngày sao? Có ngày chúng nó đánh tạc cái mỏ ông luôn chứ sao. Thôi, tôi nói gần nói xa, chẳng qua tôi nói thiệt thôi. Tụi mình có lúc cũng dành mối làm ăn, rồi đấu đá với nhau, nhưng mà suy cho cùng á, mình cũng là chòm xóm láng giềng. Bây giờ tôi khuyên Sáu nè. Cái gì? Khuyên Sáu như vậy. Mừng ăn thì mừng ăn, kiếm tiền thì kiếm tiền, nhưng mà Sáu đừng có nghe cái tụi bọn xấu nói số bậy số bạ. Tôi thấy Kiều Mơ nó kỳ kỳ lắm đó nghe. Vô duyên. Tôi làm gì bậy bạ, không hơi sức đâu nói chuyện với ông. Tránh đường, tôi đi. Lui. Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Mơ ơi, Mơ à. Ủa chị Sáu, qua kêu show hả? Ủa không, qua kiếm con Kiều Mơ có chút chuyện. Ủa hay là nó lại có chuyện gì rồi? Đâu có, không có chuyện gì đâu, mà chẳng qua là có show. Tôi tính là gặp con Kiều Mơ để hỏi nó có đi show không đó mà. Nghe nói là nó đi show cho người ta mừng mặt. Ủa về rồi hả con? Ủa Mơ, bà tới đây làm chi vậy? Cái gì vậy cưng? Chị đến đây để hỏi coi cưng có show gì làm không. Tôi không có nhận show siết gì hết á, với lại tôi không có chích đói đâu mà bà phải tới đây. Con Mơ, con sao vậy? Nói chuyện kỳ vậy con? Gì vậy không biết nữa. Sao vậy? Chết cha, chắc quỷ cái nó có bầu rồi. Tôi đi nha. Alo, ông Hoàng đó hả? Nè, bây giờ ông tính làm sao đi, chứ để mà con Kiều Mơ nó sình bụng lên á, rồi nó nghe lời người này người nọ xúi dại, nó quậy lên là tôi với ông chết á. Thì bà tìm cách dụ nó về quê đi. Dụ cái gì mà dụ? Con quỷ cái đó khôn thấy mồ à, mà nó dữ như quỷ á. Nó ăn hiếp tôi thì có, nếu mà tôi xuống nước tôi dụ dỗ nó đó, nó mà biết như vậy hả, nó quậy tưng lên là tôi với ông chết. Vậy thì bà ép nó về. Nè ép bằng cách nào nè? Cha này thiệt á, ép bằng cách nào? Mơ, mày nói thiệt cho hai biết coi, mày với Sáu Tắc có khúc mắc chuyện gì phải không? Không có gì đâu hai. Thiệt không? Thiệt mà. Sao mỗi lần nói tới Sáu Tắc là mày cứ hằn học sao á? Tại con ghét bả hai chàng ép tiền công con đi làm, nên con không muốn gặp bả thôi. Nếu mà chuyện làm ăn vậy thì thôi, tao không nói. Còn nếu mà có khúc mắc cái chuyện gì khác á, thì phải nói cho hai biết. Hai biết đường tính, hiểu không? Dạ. Nè ăn vô đi. Mấy bữa rày thấy mày xanh xao lắm á. Ăn đi con. Con không ăn nổi nữa đâu. Vậy hai ăn đi. Mình phải làm gì bây giờ? Thân mình còn lo chưa xong, làm sao nuôi đứa nhỏ đây? Khỏi trốn nha. Nghe những lời tao dặn nè. Ông muốn gì vậy?